Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về các top 3 nhân vật PvE, PvP và top 5 artifact các bạn nên cân nhắc trong custom banner lần này. Trước hết thì mình nói sơ một chút về custom banner. Các bạn sẽ được tùy ý chọn 3 nhân vật hoặc là artifact 5 sao trong game, bao gồm cả những nhân vật artifact limited các bạn để đưa vào bảo hiểm summon. Lưu ý là không có nhân vật collab nên không thể lấy những nhân vật như là Karina hay là Rimuru hay là Edward Elric nha. Như thường lệ khi gặp những banner kiểu này á thì các bạn nên lưu ý mấy điều sau. Đầu tiên là khi ra custom banner kiểu này thì sau khi banner kết thúc thường sẽ ra mắt một nhân vật mới các bạn, thậm chí là cả nhân vật limited mới. Nên các bạn hãy cẩn thận và tỉnh táo. Tốt nhất là nên để đến gần cuối thời hạn rồi mới kích hoạt banner, tức là khoảng ngày 6, ngày 7 của tháng 8 á, thì các bạn mới nên kích hoạt cái banner này. Kích hoạt là bằng cách các bạn summon một lần, vì nhiều khả năng là đến lúc đó sẽ có thông tin hero mới chẳng hạn, thì tới lúc đó các bạn sẽ dễ tính toán hơn. Thứ hai thì đây là cơ hội hiếm hoi để các bạn có thể lấy những nhân vật limited nếu như các bạn có nhu cầu về hero limited, bởi vì trong năm thường chỉ rerun limited 1-2 lần thôi. Luôn luôn ưu tiên hero limited hơn nha các bạn. Vì hero không limited đó thì các bạn có thể hoàn thành các cốt truyện side story và mở banner side story mỗi lúc mọi nơi khi các bạn có đủ mốc mót. Hero không limited thì nó ưu tiên thấp hơn. Hơi tiếc một chút là hero meta limited Laia lại không có trong dàn summon lần này. Thì đó là hai cái lưu ý quan trọng nhất khi các bạn mở banner. Nếu các bạn không để ý lắm đến Hero Limited đó, thì sau đây là top các nhân vật và top các artifact 5 sao các bạn nên có trong đội hình của mình ở các lĩnh vực PvE và PvP nha. Trước tiên thì mình cùng vào top 3 nhân vật PvE các bạn nên sở hữu. Ở top 3 này thì rất may mắn không có đứa nào Limited cả. Và đầu tiên chính là Tamarin các bạn, một support cực mạnh trong PvE. Tamarin hội tụ đủ mọi thứ mà một support cần, bao gồm là hồi máu nè, giải hiệu ứng nè, buff combat readiness nè, buff attack nè, đánh đùa attack nè, vân vân và mây mây. Mặc dù không nổi tiếng trong các team hên rồng và hên banshee, nhưng khi bước sang được hên Azimanak và hên Kadis thì lập tức các bạn sẽ thấy Tamarin hữu dụng ngay các bạn. Và từ đó thì mọi content PvE các bạn đều có thể sử dụng Tamarin để support được. Đặc biệt là trong những trận raid của Labyrinth và nhất là con boss nữ hoàng á, thì Tamarin là nhân vật không thể thiếu trong cái đội hình đi raid. Nhân vật thứ hai là Brick. Brick mặc dù mới ra mắt gần đây nếu so với Tamarin, nhưng mà Brick đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của PvE các bạn. Brick có thể đánh tốt mọi hình chỉ trừ hình Golem ra thôi. Nên nếu như các bạn may mắn có Brick ngay từ lúc đầu game thì xin chúc mừng các bạn. Các bạn chỉ cần build Brick lên là đã có con tăng cờ cho 4 hình rồi. Ngoài ra vì tính chất, chiêu thức phá giáp và xóa buff liên tục, nó giúp Brick làm tăng cờ kim luôn vai trò đi buff rất tốt trong hàng loạt các con boss đại trà khác. Từ đó giúp việc xây dựng đội hình PvE của các bạn dễ hơn. Bên cạnh đó nếu như có thể đầu tư tốt thì Brick có thể đi PvP tốt các bạn. Ở mức rank cao thì có thể không thấy nhiều, không thấy thường xuyên, nhưng mà ở rank thấp thì tiềm năng PvP của Brick cao hơn rất nhiều so với đa số các nhân vật PvE khác như là Sigrid, Lorina hay là Angelica hệ băng. Và nhân vật thứ ba trong top PvE chính là Roana các bạn. Với nội tại độc nhất của mình thì Roana là nhân vật support duy nhất làm được điều mà Tamarin không làm được. Đó là chống lại cái tiết mục counter attack dual, attack extra attack, mà đặc biệt là những đòn counter đa mục tiêu. Nói nôm na là nếu boss counter càng nhiều thì các bạn càng sống thọ. Roana mặt bằng chung có thể không được dùng nhiều, nhưng những lúc cần á, thì rất khó để tìm ra nhân vật thay thế. Và những cái lúc như vậy nó thường xảy ra với những con boss khó trong Abyss hoặc là trong Raid. Một điểm cộng nữa là Roana đi PvP chống counter khá là ổn áp các bạn, nên có thể coi như đây là nhân vật một công build mà làm được hai công chuyện cả PvE lẫn PvP luôn. Mình cùng qua đến top 3 nhân vật PvP thì đầu tiên phải kể đến chính là Nakwon. Nakwon đã và đang và sẽ là nhân tố mở combat khủng khiếp nhất trong PvP của Epic 7 các bạn, với khả năng xóa hết tất cả các buff, đi buff bay lên người kẻ địch để chống lại các đòn counter attack hoặc extra attack, và đặc biệt là có thể tăng cooldown của kẻ địch lên một lượt, khiến cho lượt đi đầu của địch không khác gì phế nhân các bạn, ngoại trừ khi các bạn có Laia trong team thôi. Đó là chưa kể còn đi buff phong ấn của chiêu 2 và silence từ chiêu 1 nữa các bạn. Tất nhiên nói về cái những hero counter Nakwon thì cũng có, nhưng mà với những cái cách phối hợp đội hình khác nhau, phối hợp artifact khác nhau thì việc lấy ưu điểm để bù khuyết điểm với Nakwon là việc hoàn toàn có thể. Đây là nhân vật rất là nên có nếu như các bạn muốn leo lên những cái thứ hạng cao trong PvP, bất kể cách chơi của các bạn là đội hình Cleaver hay là tăng cờ hay là Bruiser. Nhân vật thứ hai không kém phần quan trọng chính là Celine các bạn.
sẽ lên là nhân tố anti-cleave đời đầu của game, nhưng hiện tại đã trở thành anti-tăng luôn rồi các bạn. Với những cú chém của Selene hiện nay có sát thương rất là kinh dị. Chỉ cần đối thủ mắc sai lầm trong việc dùng chiêu thức là Selene có thể chủ động tấn công kẻ địch bất chấp khắc chế thuộc tính. Rồi chiêu của Selene lại còn hồi máu và búp né tránh, chưa kể đến nội tại của Selene giúp có thể ẩn thân được nữa. Tất cả những điều này giúp Selene có sát thương cao mà lại cũng có sức chống chịu ổn định, có thể quẩy tốt ở những trận đấu dài hơi. Artifact trong banner của Selene cũng có cơ chế khá là độc đáo, nên có thể nói đây là banner khá tốt các bạn, cả nhân vật lẫn artifact. Và nhân vật tiếp theo chính là Bulitis. Bulitis cũng là một trong những anti-cleave đời đầu của game và là nhân vật hiếm hoi chưa bao giờ hết meta trong PvP. Với nội tại bá đạo của mình thì tất cả những gì liên quan đến tăng combat readiness đều bị Bulitis cắt đi một nửa, khiến cho những tính toán về nối lược combo trở nên rất là hỗn loạn các bạn. Ngoài ra với bản thân là một pháp sư nên Bulitis có thể kết hợp với nhiều artifact thú vị khác như là stun nè, nổ sát thương nè. Đó cũng là lý do mà Bulitis phần nào counter được một trong các sát thủ chủ lực ngày nay là Genua. Thì đó là tổng quan về top 3 PvE và top 3 PvP. Bây giờ mình cùng qua top 5 artifact nên có nha. Thì đầu tiên chính là artifact Soul Constellation trong banner của Ocean Breeze Luka các bạn. Đây là cái artifact khắc phục điểm yếu speed chậm của các Soul Weaver vì nó cộng combat readiness để cho các nhân vật như là Ocean Breeze Luka hay là Death Dealer Ray á, có thể đảm nhiệm vai trò của mình. Có thể là tính đa dụng của artifact này không nhiều, nhưng nó là một trong những món combo tốt trong các trận PvP và còn là hàng limited nữa. Nên nếu như chưa có ít nhất một bản thì các bạn hãy cân nhắc tranh thủ lấy. Một điểm cộng khác của artifact này chính là hero đi chung là Ocean Luluka các bạn, cũng vẫn đang là một support tốt trong PvP. Artifact thứ hai là Guiding Light các bạn, một artifact limited. Thì Guiding Light nổi tiếng từ nào tới giờ rồi. Artifact này giúp các bạn có thể tàng hình ngay khi vào trận đấu và có thể tàng hình xuyên suốt trận đấu luôn nếu các bạn hên, giúp bảo vệ được các xạ thủ chủ chốt như là Nightwing, Lua, Faithless, DDK hoặc là Byzeria khỏi những đòn tấn công đơn mục tiêu. Vì tính đa dụng như vậy đồng thời là artifact limited nên đây luôn là hàng hot trong mỗi kỳ rerun limited các bạn, mặc cho việc hero đi kèm là series không có quá nhiều chức năng ngoài việc PvE. Nếu các bạn có cần một giải pháp bảo vệ cho các xạ thủ mơ cầm bá trong PvP á, thì đây sẽ là lựa chọn hợp lý. Ở vị trí thứ ba các bạn, mình sẽ có Sigurdsside xếp chung hạng với lại Golden Rose. Mình gộp hai artifact này vì chức năng của nó khá là tương đồng, đó là hút máu. Sigurdsside thì sẽ giúp các bạn tăng mạnh attack, trong khi đó Golden Rose sẽ giúp các bạn tăng sát thương thuần túy. Nên Golden Rose thì có thể phù hợp hơn với những hero mà gây sát thương theo máu tối đa như là Edward chẳng hạn. Còn Sigurdsside có thể phù hợp với những hero gây sát thương theo attack như là Martial Artist Ken hoặc là Clone Gresson Bellona. Ngoài ra đi kèm với hai cái artifact này chính là hai hero Abigail với lại Ravi, cũng là những hero nổi bật trong PvP. Nên có thể coi các banner của Golden Rose với lại Sigurdsside là một banner tốt để các bạn có thể cân nhắc. Ở vị trí thứ tư chính là Elbridge Ritual Sword các bạn, chắc các bạn không còn xa lạ với artifact này. Đặc biệt là khi các bạn gặp Navy Captain Landy quá nhiều lần rồi thì rất là không xa lạ luôn đó. Đây là một trong các lý do tạo nên sự phá game của Landy trong Epic 7 nói riêng và sự phá game của các hiệp sĩ khác như là Belion, Armin nói chung. Khả năng counter attack khi đồng minh bị tấn công nhiều lúc có thể thay đổi cục diện trận đấu rất là trắng trợn các bạn. Nên nếu các bạn thích những cái pha mạo hiểm phiêu lưu với lại các hiệp sĩ của mình thì nên lấy một phiên bản Elbridge Ritual Sword về. Và vị trí cuối cùng chính là artifact Holy Sacrifice. Đây là artifact giúp hiệp sĩ của các bạn có thêm được một mạng nữa, là nguyên nhân của sự khó chịu gấp đôi đến từ Abyssal Yuffin các bạn. Và không chỉ riêng Yuffin mà các hiệp sĩ bảo kê khác như là Dragonbreath, Senya nè, Albedo nè, hay là những hiệp sĩ như Belion, Last Rider Crow cũng có thể tận dụng artifact này làm bất ngờ kẻ địch. Hiện nay thì artifact này có giảm độ hot đi một chút, nhưng 5 mạng thay vì 4 mạng cũng không bao giờ là thừa đúng không? Đó là chưa kể đến tiềm năng phối hợp với lại những hero có thể hồi sinh nữa các bạn. Nên theo mình đây là một trong những artifact mà các bạn nên có ít nhất một phiên bản. Ok, và đó là tổng quan các lựa chọn mà các bạn nên có trong kho hero hay artifact của mình để có thể chống chọi lại meta hiện nay. Nếu các bạn đã có đầy đủ những nhân vật hay artifact phía trên thì các bạn có thể chuyển hướng qua sưu tầm những hero limited nè, sưu tầm những hero theo ý thích nè, hoặc thậm chí là không nhất thiết phải summon banner này mà nên để dành cho đợt hero mới tiếp theo. Thì đó là một video về ý kiến cá nhân của mình về top những nhân vật hoặc là những artifact các bạn nên có trong Epic 7. Nếu các bạn có bổ sung gì thêm thì các bạn đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video này tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt các bạn, bye.